Sao Kim Bắn Tim Sao Hỏa là đứa con tinh thần mới của đạo diễn Bùi Quốc Việt, người đứng sau thành công của Gara Hạnh Phúc, Đấu Trí, Mặt Nạ Gương. Phim đã lên sóng đến tập 9, được khen bởi nội dung hài hước, diễn xuất ấn tượng của dàn cast. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Tiểu Tam Vân do Huỳnh Hồng Loan đảm nhận ở những tập gần đây khiến khán giả tức muốn đập TV vì quá đáng ghét. Huỳnh Hồng Loan không phải là cái tên xa lạ với khán giả yêu phim Việt Giờ Vàng. Cô thường đảm nhiệm những nhân vật có tính cách phức tạp, khắc khổ. Ngoài đời, người đẹp sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, thân hình đồng hồ cát vạn người mê. Huỳnh Hồng Loan sinh năm 1994, từng nhận giải gương mặt đẹp tại Ngôi Sao Thời Trang 2013. Cô gây chú ý khi làm nàng thơ của Sơn Tùng MTP trong MV Âm Thầm Bên Em. Ngay từ khi debut, nữ diễn viên đã gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào, nhất là đôi mắt biết nói. Cô có vai diễn đầu tay vào năm 2015 trong phim Gia Đình Ngũ Quả. Về sau, người đẹp được đạo diễn tin tưởng, giao cho nhiều vai diễn quan trọng. Người đẹp những gia nhập vũ trụ VTV trở thành một trong những gương mặt trẻ sáng giá của phim Việt Giờ Vàng. Những bộ phim Huỳnh Hồng Loan tham gia có thể kể đến như Mẹ Dơm, Lựa Chọn Số Phận, Con Gái Chị Hằng. Hầu hết những vai diễn của Huỳnh Hồng Loan đều nặng tâm lý, có số phận đặc biệt, gần đây có vai Loan khờ cho Mẹ Dơm. Ngoài đời, nữ diễn viên sở hữu nhan sắc ngọt ngào, cân được đa dạng phong cách, từ thanh lịch đến quyến rũ. Mỹ nhân phim Việt Giờ Vàng từng gây bão khi diện bikini hai mảnh, khoe hình thể cân đối, vòng eo con kiến cực phẩm. Nhân vật Vân trong Sao Kim Bắn Tim Sao Hỏa đánh dấu sự trở lại màn ảnh VTV của Huỳnh Hồng Loan sau Mẹ Dơm. Vân là người yêu cũ của cảnh sát giao thông tên Nghiêm. Sau khi gặp lại, Vân liên tục làm phiền Nghiêm dù biết anh đã có gia đình. Nghiêm biết được Vân đã mất trí nhớ, nên luôn ở bên cạnh để giúp đỡ cô hồi phục. Việc Nghiêm nhiều lần lơ đẹp vợ con để đến bên Vân khiến khán giả ném đá dữ dội. Trước làn sóng tranh cãi của khán giả, Huỳnh Hồng Loan phải lên tiếng giải vây. Cô nói mình phải thể hiện tính chất nhân vật theo đúng ý đồ của đạo diễn. Bên cạnh những ý kiến trái chiều, diễn xuất của cô nàng trong phim cũng được khen ngày một chín muồi, giúp phim trở nên hấp dẫn, màu sắc hơn. Huỳnh Hồng Loan sinh năm 1994 tại Bình Dương, từng đoạt giải gương mặt đẹp cuộc thi Ngôi Sao Thời Trang 2013. Từ cuộc thi này, cô bén duyên với nghề mẫu ảnh và tiếp tục đoạt giải Á Khôi cuộc thi Hoa Khôi Áo Dài. Là người của công chúng nên chuyện tình cảm riêng tư của Huỳnh Hồng Loan cũng được đông đảo khán giả chú ý. Đây chính là cận chất nước mắm nguyên chất của nhà mình, được làm từ những nguyên liệu là cá tươi và muối sạch, ngâm dầm trong các chum từ 2 đến 4 năm. Công thức muối mắm cũng đơn giản, chỉ gồm cá và muối trộn đều rồi ủ thôi. Nhưng bí quyết để làm ra những giọt nước mắm tinh khiết, đậm đà, hậu vị sâu và bổ dưỡng chính là nguyên liệu phải thật sự là tươi ngon. Cá để muối phải là cá tươi, chưa từng được ủ trong đá. Muối để muối cá phải là muối để ở trong kho tầm 1 năm cho nó chảy hết cái nước chát thì nước mắm sau này sẽ không bị mặn gắt quá và rất là thơm. Nước mắm truyền thống Ba Làng Thanh Hóa thuộc top 5 làng nghề sản xuất nước mắm truyền thống nổi tiếng tại Việt Nam. Với phương pháp muối gia truyền, nước mắm nhà mình cung cấp đạm, axit amin, canxi, muối. Huỳnh Hồng Loan từng gây chú ý khi chia sẻ về 4 cuộc tình trên báo chí, từ công tử nhà giàu ở Bình Dương đến cầu thủ Tiến Linh. Đặc biệt, chuyện tình với cầu thủ Tiến Linh tuy ngắn ngủi nhưng lại là cuộc tình khiến nữ diễn viên được quan tâm nhiều nhất. Cặp đôi bắt đầu tìm hiểu nhau vào khoảng đầu năm 2020. Theo lời kể của Hồng Loan thì Tiến Linh đã ái mộ cô từ khi xem MV Âm Thầm Bên Em nhưng sau này mới chủ động kết bạn, làm quen trên mạng xã hội.
Dù được cả gia đình, bạn bè, người hâm mộ ủng hộ nhưng cuộc tình này lại kết thúc chóng vánh sau 3 tháng. Sau đó, cặp đôi từng chia sẻ rằng cả hai mới chỉ đang tìm hiểu và khi không thấy hợp thì dừng lại. Tuy nhiên, họ vẫn giữ quan hệ bạn bè chứ không xích mích như lời đồn. Nữ diễn viên sinh năm 1994 cũng tâm sự rằng bài học của cô là khi có tình yêu thì giữ cho riêng mình chứ không công khai. Bởi việc công khai chuyện tình cảm khiến đôi bên gặp rất nhiều áp lực từ dư luận. Bốn năm sau kể từ khi chuyện tình với Tiến Linh đổ vỡ, Huỳnh Hồng Loan sống rất kín tiếng, hầu như không tiết lộ chuyện tình cảm riêng tư trước công chúng nữa. Trên trang cá nhân, cô hầu như chỉ chia sẻ những hình ảnh về công việc. Nữ diễn viên gần như đi phim liên tục. Ngoài ra, cô cũng quảng cáo cho nhiều nhãn hàng danh tiếng. Một ngày của người đẹp tuổi 30 nếu không đi phim sẽ là học vũ đạo, tập gym và chạy bộ hoặc chụp hình, quay video quảng cáo cho các nhãn hàng hoặc sản phẩm. Buổi tối, người đẹp Bình Dương thường tập piano và đọc sách. Ở tuổi 30, Huỳnh Hồng Loan vẫn chưa lập gia đình, dù trước đó cô từng có nguyện vọng năm 30 tuổi sẽ lấy chồng. Cũng bởi có lối sống lành mạnh và khoa học nên Huỳnh Hồng Loan cũng sở hữu nhan sắc xinh đẹp. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng sở hữu nhiều tài sản lớn từ nhà, xe hơi đến bộ sưu tập hàng hiệu đắt tiền như túi sách, đồng hồ, giày, nhẫn kim cương. Sở hữu khối tài sản khủng, xinh đẹp, nổi tiếng nên mẫu bạn trai mà Huỳnh Hồng Loan nhắm đến cũng khá cao. Cô không ngần ngại cho biết không thích bạn trai kém mình. Đó phải là người tài giỏi hơn cô và giàu có hơn cô. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.